Em xin trân trọng cảm ơn thầy Hiếu. Xin kính chào quý anh chị em đồng nghiệp đang theo dõi buổi telehealth của Bệnh viện Đại học Y chiều ngày hôm nay. Thì tiếp theo chương trình thì em xin phép được chia sẻ một cái nội dung mà em nghĩ cũng là một cái thách thức trong vấn đề chẩn đoán điều trị bệnh hô hấp hiện nay. Đấy là bệnh sơ phổi vô căn. Thì phần trình bày của em có 3 cái nội dung chính, một số nét tổng quan về bệnh sơ phổi vô căn, cái cách thức tiếp cận chẩn đoán hiện nay và một số những cái tiến bộ trong điều trị cái căn bệnh này. Thì sơ phổi vô căn được định nghĩa là một cái bệnh sơ hóa tổ chức phổi mà chúng ta chưa xác định được căn nguyên, idiopathic pulmonary fibrosis, và nó được xếp vào một trong các cái nhóm bệnh phổi mô kẽ. Và chúng ta biết rằng trong thực hành lâm sàng, việc chẩn đoán viêm phổi mô kẽ hiện nay quả thực vẫn còn là một cái thách thức rất lớn. Trong cái sơ đồ này thì chúng ta có thể thấy rằng là nó có một nhóm các cái bệnh phổi mô kẽ mà chúng ta đã xác định được căn nguyên. Ví dụ như là các cái bệnh phổi mô kẽ mà liên quan đến bệnh lý mô liên kết như là xơ cứng bì toàn thể, như là bệnh viêm khớp dạng thấp hay là các cái bệnh lupus thì cũng khá khá phổ biến. Rồi các cái bệnh phổi mô kẽ liên quan đến bệnh nghề nghiệp như là silicosis, hay là gần đây chúng ta cũng thấy một số các cái bệnh phổi mô kẽ liên quan đến các tác dụng phụ của thuốc, ví dụ như là các thuốc điều trị rối loạn nhịp cortisone này, rồi nitrofurantoin này và methotrexate, và gần đây là các cái nhóm thuốc điều trị ung thư như thuốc điều trị sinh học hay thuốc điều trị đích cũng đã ghi nhận những cái tác dụng phụ lên sơ phổi. Rồi ít gặp hơn đấy là nhóm bệnh lý viêm hạt như là bệnh sarcoid hay là bệnh viêm phổi tăng cảm, và một số các cái bệnh hiếm gặp hơn nữa như là u cơ trơn bạch mạch, lymphangioma, myomatosis, hay là bệnh mô bào X lăng do hăng, bệnh viêm phổi tăng bạch cầu hoái toan, bệnh tích protein phế nang. Thì đây được xem là những cái bệnh phổi mô kẽ mà chúng ta đã xác định được căn nguyên. Thế còn nhóm còn lại thì được xếp vào nhóm bệnh phổi mô kẽ mà vô căn. Thì trong cái nhóm bệnh này thì chúng ta lại thấy nó chia thành rất nhiều các cái dưới nhóm khác nhau, như là bệnh phổi kẽ không đặc hiệu, bệnh viêm phổi kẽ chóc vẩy, bệnh viêm phổi kẽ cấp tính, vân vân. Và bệnh sơ phổi vô căn mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay thì nó thuộc cái nhóm viêm phổi kẽ vô căn. Các cái nghiên cứu thì cho thấy cái viêm phổi kẽ, cái bệnh bệnh sơ phổi vô căn thì nó chiếm khoảng 55% các trường hợp bệnh phổi mô kẽ vô căn. Và người ta ước tính trên toàn thế giới hiện nay cỡ có khoảng 3 triệu người mắc. Cái tỷ lệ mắc mới cỡ khoảng từ 2 cho đến 30 trên 100.000 dân trên một năm tùy từng khu vực. Và mặc dù chúng ta gọi là bệnh sơ phổi vô căn, tuy nhiên người ta cũng đã xác định được khá nhiều những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến cái bệnh lý này, bao gồm cả các yếu tố cá thể như là giới tính. Mặc dù hai cái ca bệnh ngày hôm nay cô Hằng trình bày thì là đều là nữ giới, nhưng các cái nghiên cứu trên thế giới hiện nay người ta ghi nhận thì nam giới thì lại chiếm ưu thế hơn. Rồi liên quan đến tuổi, thường người ta ghi nhận là tuổi trên 50, thì cả hai cái ca bệnh ngày hôm nay trình bày thì đều trên 50 tuổi. Rồi có thể liên quan đến bất thường về các cái di truyền như là các cái đột biến gen, hay là nó liên quan đến các cái yếu tố phơi nhiễm, ví dụ như là hút thuốc, ví dụ như là ô nhiễm môi trường, hoặc là phơi nhiễm với một số loại virus. Và nó cũng có thể liên quan đến một số thuốc như chúng tôi có trình bày trước, rồi liên quan đến một số bệnh lý mãn tính như là tiểu đường hay là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Và IPF được xem là một cái bệnh lý mãn tính tiến triển với cái sự phát triển tổ chức sơ hóa ở phổi, và nó làm giảm dần cái chức năng phổi theo thời gian như cô Hằng cũng đã trình bày. Về tiên lượng bệnh thì cho đến nay người ta thấy rằng IPF là một cái bệnh lý mà tiên lượng rất là khó khăn. Khi mà làm các cái nghiên cứu so sánh cái thời gian sống thêm so với một cái căn bệnh mà chúng ta cũng đang phải đối mặt, đấy là các bệnh lý ung thư, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ sống sau 5 năm của IPF thấp hơn rất nhiều so với các loại ung thư phổ biến như là ung thư tiền liệt tuyến, ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến vú. Cái hình ảnh này chúng ta chỉ thấy rằng là nó chỉ cao hơn ung thư phổi và ung thư tụy, là hai cái loại ung thư hết sức là ác tính. Về các cái biểu hiện lâm sàng của bệnh thì người bệnh thường có các biểu hiện là ho khan, rồi các triệu chứng khó thở nó cứ nặng dần lên. Ban đầu có thể chỉ là khi gắng sức nhiều thì người ta thấy khó thở, nhưng sau này thì chỉ cần gắng sức nhẹ, thậm chí ngồi nghỉ người ta cũng cảm thấy khó thở. Và khi khám lâm sàng thì chúng ta thấy đặc trưng là các cái rano nhỏ hạt đã tập trung ở đáy phổi, và ở giai đoạn muộn thì chúng ta thấy khi mà đã có những cái dấu hiệu của thiếu oxy máu mãn tính thì khám lâm sàng chúng ta thấy các cái dấu hiệu của ngón tay dùi trống. Về các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý này thì hình ảnh X quang ngực nó cũng
có ít vai trò thôi, chủ yếu là để chúng ta nhận định một cái tình trạng có tổn thương phổi kẽ. Chúng ta có thể nhìn thấy ở hai cái hình ảnh X-quang này thì chúng ta thấy dày các cái tổ chức kẽ của phổi. Và để chẩn đoán được tốt hơn cái bệnh lý này, bệnh lý phổi kẽ nói chung ấy, thì chúng ta cần phải chỉ định chụp cắt lớp vi tính, lớp mỏng, độ phân giải cao, HRCT đấy ạ. Thì nó sẽ xác định tốt hơn các cái tổn thương của phổi. Và đặc trưng của cái bệnh viêm phổi kẽ vô căn và sơ phổi vô căn thì nó sẽ là các cái tổn thương lan tỏa, như cô Hằng cũng đã trình bày, nó sẽ tập trung ở phần ngoại vi của phổi và đáy phổi hai bên, với những cái tổn thương đa hình thái bao gồm các cái tổn thương đặc trưng là sơ hóa phổi, các cái tổn thương giãn phế nang, giãn phế quản, thậm chí là các cái tổn thương kính mờ và đông đặc phế nang. Thì đây có thể là một trong những cái hình ảnh cắt lớp vi tính tương đối là điển hình của sơ phổi vô căn. Chúng ta có thể thấy tất cả các cái dạng tổn thương khác nhau và mang tính chất lan tỏa, gồm các cái tổ chức sơ, rồi các cái hình ảnh của giãn phế quản, hình ảnh của giãn phế nang, hình ảnh của các cái tổn thương dạng kính mờ và đông đặc phổi, đầy đủ của một cái tiêu chuẩn để chẩn đoán đây là sơ phổi vô căn. Về chức năng phổi ở các bệnh nhân này thì như cô Hằng cũng đã trình bày trong báo cáo lâm sàng, thì chúng ta thấy cái đặc trưng của nó sẽ là các cái rối loạn thông khí hạn chế với sự sút giảm của FVC, và người ta thấy rằng là cái tốc độ sút giảm FVC thì nó liên quan rất chặt chẽ với tiên lượng bệnh cũng như tỷ lệ tử vong. Theo dõi theo thời gian mà cái tỷ lệ cái sự sút giảm FVC càng nhiều thì cái khả năng sống của bệnh nhân càng thấp. Và trên lâm sàng thì người ta cũng đã đưa ra những cái thang điểm, đấy là thang điểm gap để tiên lượng cái tình trạng bệnh IPF, với các cái tiêu chí như là về giới tính, về độ tuổi cũng như là chức năng hô hấp với các chỉ số FVC và DLCO. Thì người ta cũng chia thành các cái giai đoạn khác nhau của bệnh. Vậy giai đoạn 1 là từ 0 tới 3 điểm, giai đoạn 2 từ 4 đến 5 điểm, giai đoạn 3 từ 6 đến 8 điểm. Và rõ ràng theo cái hình ảnh này chúng ta thấy thì giai đoạn bệnh càng nặng thì cái tiên lượng của bệnh nhân càng hạn chế và cái tỷ lệ tử vong theo thời gian thì càng gia tăng. Thế để chẩn đoán cái bệnh lý này thì chúng ta thấy bên cạnh việc sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh mà đặc biệt là vai trò của HRCT thì chúng ta cũng cần có những tổn thương, xác định tổn thương về mặt mô bệnh, thì cũng có nhiều cách thức để chúng ta có thể tiếp cận và lấy được cái mô bệnh để chẩn đoán. Về kinh điển thì người ta sẽ làm nội soi phế quản, và qua cái nội soi phế quản thì sẽ tiến hành sinh thiết xuyên vách phế quản. Thì chúng tôi cũng đã làm cái kỹ thuật này cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên thì trong cái quá trình thực hành lâm sàng thì chúng tôi sẽ nhận thấy rằng là gì, nó có một số những cái hạn chế. Thứ nhất là chúng ta thấy đặc trưng của IPF thì nó là các tổn thương ở ngoại vi. Do vậy khi mà tiếp cận bằng cái cách thức này ấy, thì có thể chúng ta cũng chưa lấy được vào cái vùng tổn thương. Thứ hai nữa là cái bệnh phẩm lấy ra thường nó nhỏ. Do vậy thì rất là khó khăn cho các nhà giải phẫu bệnh người ta phân tích. Và thứ ba là các cái tỷ lệ các cái biến chứng gặp phải như là tràn khí màng phổi hay là chảy máu thì gặp với khá là cao tỷ lệ. Thế thì có một cái biện pháp tốt hơn mà hiện nay các cái hội chuyên ngành về hô hấp thì người ta cũng khuyến cáo chúng ta thực hiện, đấy là sinh thiết phổi mở. Với cái việc sinh thiết phổi mở thì sẽ giúp chúng ta thực hiện một cách tốt hơn, lấy được cái bệnh phẩm to hơn, cũng như là chúng ta quan sát trên đại thể, chúng ta thấy những cái vùng phổi nghi ngờ thì chúng ta sẽ sinh thiết vào đấy. Như vậy thì cái khả năng chẩn đoán sẽ là cao hơn. Đồng thời thì chúng ta cũng kiểm soát được các cái biến chứng tốt hơn. Tuy nhiên thì một cái hạn chế là cái việc mà thực hiện sinh thiết phổi mở cho đến nay thì chúng ta cũng chỉ thực hiện được ở các cái cơ sở y tế chuyên sâu thôi, chứ còn chúng ta cũng chưa làm phổ biến được. Và gần đây thì người ta cũng đã tiến hành được một số những cái kỹ thuật thăm dò ít xâm lấn hơn là sinh thiết phổi mở, đấy là sinh thiết cũng là xuyên thành phế quản, tuy nhiên thì nó kết hợp với sinh thiết lạnh, tức là người ta sử dụng một cái kìm sinh thiết mà được làm lạnh ở đầu, chúng tôi gọi là cryo biopsy ấy, thì nó sẽ giúp lấy được cái bệnh phẩm to hơn cũng như là hạn chế được các cái tai biến như chảy máu cũng như là tràn khí màng phổi. Thì đó là một số cái điểm chính trong các cái thăm dò lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh IPF. Cái nội dung thứ hai mà tôi muốn trình bày đấy là cái vấn đề tiếp cận chẩn đoán hiện nay thì như thế nào. Thì chúng ta biết rằng là đối với bệnh lý phổi kẽ nói chung và IPF thì nó cũng thực sự là những cái thách thức rất lớn ở Việt Nam, do các cái vấn đề các cái trang thiết bị về hình ảnh của chúng ta cũng chưa được chuẩn hóa và được đồng bộ.
rồi các bác sĩ chuyên khoa về chẩn đoán hình ảnh của chúng ta thì cũng còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán cái bệnh lý này. Và các cái thăm dò để chẩn đoán mô bệnh như tôi vừa trình bày thì nó cũng chỉ được thực hiện ở một số những cái cơ sở y tế chuyên sâu, chưa thể phổ biến được. Và cuối cùng là các chuyên gia về giải phẫu bệnh thì cũng còn khá là ít kinh nghiệm trong chẩn đoán cái nhóm bệnh lý này. Và trong khoảng một thập kỷ trở lại đây thì các cái hiệp hội chuyên ngành trên thế giới, điển hình như là Hiệp hội lồng ngực Mỹ, Hội hô hấp châu Âu, Hội hô hấp Nhật Bản và Hội lồng ngực của Mỹ Latin cũng đã đưa ra các cái hướng dẫn để làm sao để giúp các nhà lâm sàng tiếp cận cái chẩn đoán cũng như là đưa ra những cái điều trị nó phù hợp hơn trong cái căn bệnh này. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải loại trừ các cái căn nguyên của các cái bệnh phổi mô kẽ như là phần trình bày ban đầu. Rồi chúng ta sẽ dựa trên những cái hình ảnh gọi các lớp vi tính lồng ngực, lớp mỏng phân giải cao để chúng ta xác định được cái đặc điểm đặc trưng của cái tổn thương phổi kẽ thông thường UEP. Và trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ cần phải xác nhận bằng cái việc sinh thiết phổi mở nếu mà các tiêu chuẩn trên HRCT chưa đủ để chẩn đoán. Và các cái hướng dẫn thì cũng đưa ra các cái tiêu chuẩn hết sức rõ ràng về mặt hình ảnh học cũng như là về mô bệnh học để giúp chúng ta chẩn đoán cái IPF. Và người ta phân thành các cái vùng, nếu mà chúng ta thấy có các cái tiêu chuẩn mà đảm bảo ở cái vùng màu xanh này thì chúng ta chẩn đoán chắc chắn đấy là IPF. Thế còn ở vùng màu vàng thì hướng đến là khả năng cao thì là IPF. Ở vùng màu tím đây thì có thể là IPF và vùng màu đỏ thì là loại trừ IPF. Và gần đây thì chúng tôi cũng đã đưa ra một cái thành lập một cái hội đồng gọi là hội đồng hội chẩn đa chuyên ngành để cũng theo cái xu hướng của trên thế giới tiếp cận cái căn bệnh này, nó không phải khi nào chúng ta cũng có thể thực hiện được sinh thiết phổi mở và các cái tiêu chuẩn đôi khi nó cũng còn chưa thực sự rõ ràng, nên khi mà thực hành lâm sàng thì chúng tôi cần có một cái hội đồng hội chẩn đa chuyên ngành với các bác sĩ về chuyên khoa nội hô hấp, ngoại lồng ngực, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh để thiết lập chẩn đoán cũng như là mang lại cái giá trị cao trong chẩn đoán cũng như là có thể cần thiết phải xem xét các cái vấn đề liên quan đến sinh thiết cũng như là theo dõi bệnh nhân lâu dài. Thế đấy là vấn đề tiếp cận chẩn đoán. Cuối cùng là một số vấn đề liên quan đến điều trị. Thì về cơ bản thì chúng ta biết rằng cái diễn biến của bệnh cũng là tiến triển theo thời gian và hiện nay thì các cái phương pháp điều trị cũng còn tương đối là hạn chế. Nó sẽ có những cái biện pháp không dùng thuốc. Quan trọng là chúng ta sẽ hướng dẫn người bệnh các cái phương pháp phục hồi chức năng hô hấp để có thể cải thiện cái khả năng gắng sức cũng như là giảm bớt những cái ảnh hưởng lên chất lượng cuộc sống. Rồi khi mà người bệnh bắt đầu có những cái dấu hiệu của thiếu oxy máu lúc nghỉ như là nếu làm được khí máu động mạch thì thấy là PaO2 dưới 60 mét thủy ngân hoặc là FPO2 đo độ bão hòa oxy đầu ngón tay mà dưới 94% thì chúng ta sẽ có thể cho bệnh nhân hỗ trợ thở oxy dài hạn tại nhà và ở những cái điều kiện cho phép thì cái việc ghép phổi cũng nên được khuyến cáo sớm ở những bệnh nhân bắt đầu có những cái dấu hiệu của giảm oxy máu. Gần đây thì những cái tiến bộ về các cái thuốc điều trị chống sơ thì nó cũng mang lại những cái hiệu quả làm chậm cái quá trình sơ hóa cũng như cải thiện các cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và trong các hướng dẫn gần đây thì người ta cũng đã đưa vào các cái thuốc chống sơ mà được khuyến cáo để điều trị cho căn bệnh này như là pirfenidone hay là một số các kháng thể đơn dòng như nintedanib và imatinib. Và một số những cái nghiên cứu đã cho thấy rõ ràng cái vai trò của các thuốc này làm chậm suy giảm SVC, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm cái tỷ lệ đợt cấp cho bệnh nhân. Qua cái phần trình bày vừa rồi thì em xin phép đưa ra một số những cái điểm kết luận sau đây. IPF là một cái bệnh lý hô hấp mãn tính tiến triển và có tiên lượng xấu hơn nhiều bệnh ung thư và vấn đề chẩn đoán IPF hiện nay thì còn gặp rất nhiều những thách thức và việc sử dụng cái hội đồng đa chuyên ngành nó sẽ giúp ích cho việc chẩn đoán của chúng ta rất nhiều và các cái thuốc chống sơ cũng giúp cho người bệnh ổn định cái tình trạng bệnh cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống. Rõ ràng hai cái ca bệnh mà cô Hằng vừa chia sẻ, tất nhiên là một cái ca bệnh lớn tuổi thì bệnh nhân được chẩn đoán khi mà bệnh giai đoạn muộn quá rồi thì các cái đợt cấp nó sẽ xảy ra thường xuyên. Thế còn nếu mà chúng ta phát hiện chẩn đoán được ở giai đoạn sớm thì có thể kéo dài cái thời gian sống cũng như là chất lượng cuộc sống của người bệnh. Phần trình bày của em thì xin được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn quý chị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin được trân trọng cảm ơn ạ.